Cảm ơn chị Anh Hà học với dành thời gian học việc của thầy ra thì cũng như việc học việc này thì em nhà chị Anh Hà cũng chị mới tốt tôi rất vui là anh Hà và anh Nhật đã được cái việc để hỗ trợ cho chị mến có tiền một cái phù hợp cho gia đình của chị và cho cháu nó đi học ở bên Úc. Thì vừa rồi chị mến đã qua bên Úc thì chị mến có cảm nghĩ như thế nào khi lần đầu tiên chị bước chân đến Úc và tham quan trường đại học Sawell của con chị đang theo học? Cảm ơn anh Nam, và cảm ơn chị Anh Nam. Thì là đầu tiên là em bấm thì thật sự là muốn đặt chân tới thì cái ấn tượng khi là em thấy là cái cơ sở hạ tầng của nó là rất là hiện đại, và khi mà con em học ở đó thì em cũng thấy rất là yên tâm. Và khi mà tới đó thì thực sự thì em cũng vì là cái thời gian của rất lâu thì em cũng muốn mua một căn hộ, thì cũng được anh giới thiệu anh nhìn thì cũng là đầu tiên gặp nhau, mà thực sự thì em thật sự cảm ơn anh rất là nhiều. Và chị Anna chị cũng đã nhiệt tình và em cảm thấy là gặp được của hai lần nhưng mà rất là tin tưởng và rất là cởi mở, và em cũng là rất là vui vì là đã gặp được một cái bên gọi là có thể là đối tác vừa là trở thành những người bạn. Cảm ơn anh và cảm ơn chị Anna rất nhiều. Như vậy thì khi mà thị sĩ của mình cái dịch vụ của anh em, tụi em đã hỗ trợ cho chị xem rất là nhiều cái bất động sản bên Úc. Thì khi mà chị đi xem qua như vậy thì chị cảm nhận như thế nào về những cái dự án mà của anh em đang cung cấp cho thị trường? Dự án mà anh em đã đang đi thì đang là khoảng 4 dự án. Thì em cảm thấy là cái cơ sở hạ tầng và cái kiến trúc, cái cấu trúc ở trong cái thiết kế nhà thì thực sự là mình thấy nó rất là, có thể thiết kế nó không lớn nhưng mà về cái bố trí thì rất là hợp lý và nó phù hợp cho một cái nhu cầu sinh hoạt của mình rất là thoải mái. Em chúc chị sắp tới là ngày 20 tháng 9 chị qua Úc nhận nhà sẽ thành công tốt đẹp và sẽ có được một ngôi nhà hợp lý để sau này khi vợ chồng chị có ba thăm cháu bên đó thì có một nơi ở phù hợp nhất. Chúc chị thành công và sức khỏe. Em cũng cảm ơn chị Anna với anh thì chúc là anh chị sẽ có nhiều khách hàng hơn nữa và nhất là các khách hàng ở Việt Nam. Khi mà mình tới đó thì mình có người quen và gặp được những cái người giới thiệu và tin cậy như vậy thì như em và các anh chị khác trong tương lai học tập thì sẽ rất yên tâm. Cảm ơn chị.